Xin cảm ơn quý vị đã trở lại với phần 2 của chương trình Tìm hiểu về địa ốc cùng với Tuyết Nha và Bảo Khanh. Và trong phần 2 này thì chúng tôi sẽ trả lời một số câu hỏi của khách hàng đã gửi về email cho chúng tôi. Thì câu hỏi của vị khách hàng đó có hỏi là: các chị ơi, cho em hỏi, bây giờ là em muốn mua một căn nhà 500 ngàn bằng tiền cash, thì em đã có sẵn 300 ngàn rồi và mẹ em muốn transfer cho em 200 ngàn cash nữa để dưới dạng là mua nhà có gift, thì hai bên có cần phải đóng thuế gì không ạ? Và nếu như em muốn tránh đóng thuế thì nên làm gì? Và nên anh chị có kinh nghiệm gì thì chia sẻ cho chúng em xin cảm ơn. Thì quý Phương, thú vị, Trúc Nga nghĩ thế nào về câu hỏi này? Dạ, chúng tôi cũng từng trình bày tới cái vấn đề mà gift á. Thì quý vị muốn gift thì nên chờ khi nào mà vô trong escrow chị nhỉ, trong cái transaction á, rồi cái gift thẳng qua escrow luôn, là hai bên không cần phải thuế đóng gì hết trơn á. Khi mà mua nhà mà first time buyer mà mua cho primary home á, thì cha mẹ, anh chị em, bạn bè, cô bác, người thân tình này kia đều có thể gift cho quý vị được, phải không? Dạ, và cứ đi qua escrow là yên tâm và an toàn nhất. Mà thật ra là thí dụ như bây giờ như em này nè, nếu như mà em đang nhìn một căn nhà mà thích quá rồi cần mua gấp, thì đương nhiên mình đi cái kiểu gift đó là ok. Khi nào mà em thích mở escrow thì đương nhiên mẹ em cái transfer thẳng vào escrow số tiền đó, wire thẳng vào escrow, rồi mình transfer cái 300 mình, rồi mẹ transfer 200. Nhưng mà thí dụ như bây giờ chỉ là chuẩn bị mua nhà mà chưa có gặp căn nào thích thì nên chuẩn bị gì? Thì nếu như vậy thì cũng có thể là transfer. Thì sẵn em mới hỏi là transfer vô băng của em có phải đóng thuế gì không? Thì chị nghĩ là nếu mà tiền của mẹ em cũng nằm trong băng mẹ em 2 tháng rồi, nói chung mà Mỹ nó chỉ sợ là cái tiền nó làm cái gì đó không có rõ ràng thôi. Còn nếu như nằm trong băng của mẹ em đã 2 tháng rồi rõ ràng thôi, thì mẹ của em chỉ việc ra nhà băng transfer số tiền đó qua cái account của em thôi. Chỉ có tốn 30 đồng tiền transfer fee, nhưng mà nhà băng nó sẽ điều tra thì nó thấy băng tiền rõ ràng là không có vấn đề gì cả, chẳng có đóng thuế gì đâu. Nhưng mà trường hợp đó thì em cũng phải để trong nhà băng của em ít nhất là 1-2 tháng để cho nó nằm ở trong đó, rồi cũng như là chờ nhà băng, thường nó hold, thường mà cái số tiền mà nhiều lớn quá nó phải điều tra lại, nó sẽ điều tra. Còn tốt nhất thì nếu đã mẹ với con rồi cứ để sẵn đó, đừng có đụng gì vô hết, cứ quay thẳng vô escrow hết là nó khỏe nhất. Tôi nhà thấy là cách đó là an toàn, yên tâm, tiện lợi, nhanh chóng và không có lo thuế gì hết trơn hết trọi á. Cái gì mà qua escrow là mình khỏe, mình nhẹ cả người. Đúng rồi. Cho nên nếu như mà em đã tìm được căn nhà ưng ý thì cứ mạnh dạn offer. Nếu mà có gia đình giúp đỡ như vậy thì quá tốt rồi. Không có cái gì mà quan trọng hơn khi mà có người giúp đỡ cho mình trong cái vấn đề mà down payment. Còn cái này không down payment mà trả off luôn như vậy thì quá tuyệt vời rồi. Đầu tiên hết là phải chúc mừng em đó. Bởi vì mẹ quá là tốt đi và quá là thương em đi. Và em cũng rất là có những cái điều kiện thuận lợi để có thể mua nhà, mặc dù có thể là mua ở California thì căn nhà 500 ngàn, nếu như mà ở những khu vực, em không có nói ở khu vực nào, nếu như ở những khu vực mà tương Corona hoặc là thì có thể là cái nhà tương đối là San Bernardino County, nhà vẻ hơn, nhà Ontario nè, Riverside. Còn nếu như ở những vùng Orange County, Los Angeles County thì có thể có những cái căn nhà condo, townhouse, condo vân vân, thì cũng là, nhưng mà trả off được một lần thì cũng thuận tiện cho em. Còn nếu mà muốn thì có thể mình vay 100 mấy ngàn gì đó nữa, đặng mình mua một cái nhà single house nếu mà ở khu này. Thì vì em không có nói rõ là em ở khu nào, cho nên là trước mắt chỉ là có tập trung vào cái câu trả lời là làm sao để transfer mà hai bên không có lo thuế. Và trong cái vấn đề mua nhà thì đó cũng là một trong những cái câu hỏi mà chúng tôi nhận được trong thời gian qua, rất là nhiều những câu hỏi nữa, nhưng mà mỗi tuần sẽ gửi đến cho quý vị một số những cái câu hỏi và chọn ra để trả lời cho quý vị. Và giờ đây chúng ta là tới với phần list nhà nhỉ. Thì hiện giờ sẽ đi đến hồi Orange County trước. Orange County nữa. Rồi bây giờ hồi nãy là phần 1 là 2 căn ở Garden Grove, bây giờ chúng ta đi ra biển nha quý vị ơi. Huntington đi Beach, Huntington Beach đi. Là Newport Beach. Huntington đi thôi, Huntington thôi cho nó gần gần Little Sài Gòn tí xíu. Rồi mai mốt rồi mình đi tiếp ra xa xa hơn. Thưa quý vị, căn tiếp theo muốn gửi đến Tuyết Nha, muốn gửi đến cho quý khán thính giả đó là ở tại Huntington Beach với giá là 1.450.000 Mỹ Kim. Căn này có 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, diện tích ở là 2.108 square feet và đất là 6.588 square feet. Căn này quý vị thấy là cái trần nó rất là cao. Dạ. Cái cửa vào cũng rất là cao và người ta cũng sơn sửa lại
sạch sẽ, gọn gàng, đẹp đẽ để vô là mình có thể sử dụng liền được. Hiện tại là 1.450.000, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm. Rộng ha. Dạ, 2.108 square feet đất. Lot size là tới 6.588 square feet. Bên ngoài căn nhà màu xanh lá cây đó thưa quý vị, rất là dễ thương. Đó là căn của Huntington Beach. Căn tiếp theo cũng là Huntington Beach luôn. Căn này thì nhìn vào cũng rất là khang trang ở mặt tiền của nó. Căn này với giá là 1.379.000 Mỹ Kim. Nó tới 5 phòng ngủ, 3 phòng tắm. Diện tích ở cũng khá là rộng, là 2.241 square feet ở. Và diện tích lot size lên tới 5.400 square feet. Căn này ngay cũng ngay gần khu biển luôn quý vị, ở ngay tại thành phố Huntington Beach, với giá đang rao bán 1.379.000 Mỹ Kim. Đằng sau thì nó có hồ bơi, bên trong thì có 5 phòng ngủ, 3 phòng tắm. Diện tích ở là 2.241 và diện tích đất là 5.400 square feet. Bên trong cũng rất là dễ thương, sáng sủa. Phòng khách nó thông ra điện, với đằng sau có hồ nhà bơi. Nhà có lầu ha, nhà dạ, có lầu, dạ. Có hồ bơi à. Cho nên cái diện tích nó rộng rộng. Dạ. Và cũng ready để dọn vào thưa quý vị. Người ta cũng trang trí sẵn cho mình thấy cái cách sắp xếp lên như thế nào. Đó là hai căn mà tôi muốn gửi đến cho quý vị trong phần 2 này tại thành phố biển Huntington Beach. Và bây giờ chúng ta sẽ lên tới listener trên Los Angeles. Dạ, dạ là căn nhà ở Alhambra. Thì căn nhà này là giá 1.195.000, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Nhà rộng đến 1.782 square feet, lot size thì là trên 6.000 các thưa quý vị. Thì nhà cũng đã dọn sửa sang sạch sẽ, đẹp đẽ hết rồi. Thì mình chỉ là mua và dọn vô thôi. Dạ. Đó. 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, có walk-in đẹp. Closet. Đúng rồi. Thích cái walk-in closet quá. Và máy giặt, máy sấy cũng ở bên trong nhà, có một cái patio nhỏ nhỏ. Có máy. Thật ra là 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Rộng 1.782 square feet. Lot size thì là trên 6.000. Wow. Và căn tiếp theo là ở Acadia. Thì căn nhà này là cũng đã được sửa sang sạch sẽ hết rồi quý vị. Giá là 1.098.000, 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Cũng rộng trên 1.007. Thành ra nhà cũng đã sửa sang sạch sẽ hết. Bây giờ người ta hay làm cái tô màu xanh xanh xám xám ha. Đúng rồi. Hồi, hoặc là màu trắng. Màu trắng hoặc là màu xám đậm, xám mà tối gì đó. Lenis cũng đỡ là bây giờ nó làm kiểu mới là mấy cái đèn LED á. Dạ. Mà trên trần á thì nó rất là sáng sủa. Garage cũng đã dọn dẹp. Dọn và sạch sẽ gọn gàng. Còn hồi trước á thì không, bây giờ cũng vậy, những cái nhà mà kiểu mà cổ điển ngày xưa hồi kiểu Mỹ á là cứ mờ mờ, đèn vàng vàng, tối tối. Bây giờ cũng sửa lại hết à. Nhà mà như vậy thì dọn vào rất là thuận tiện luôn. Uh-huh. Tức là không cần sửa chữa nhiều, cứ vào và thích cái gì thì mình thêm chút chút trong những cái sắp xếp bố cục bài trí này kia thôi. Rất thuận tiện ha. Đúng là chỉ là mua nhà chỉ tốn tiền furniture mới thôi. Dạ, chứ không có phải là sửa nhiều này kia cái nọ thưa quý vị. Chứ còn nhiều khi mình bỏ cái công ra đó, ngoài trừ những cái căn nhà mà họ list thấp á, mình mua để mình đầu tư mình xây dựng, hoặc là có một số người á là tôi chỉ thích cái nhà mà thấp thấp mà để tôi về tôi làm theo ý của tôi, theo màu sắc của tôi, theo cái gạch của tôi, theo cái nền của tôi, cái mọi thứ này kia vậy thì khác. Còn nhiều người thì lại thích là họ đã bày trí sẵn, stay sẵn luôn, và nhìn được là biết cái idea là cái này để ở đâu để nhắm sẵn luôn. Dạ. Vâng, và đó là một số những cái listing trong tuần này. Và nếu như quý vị có bất cứ những câu hỏi thắc mắc hay là có nhu cầu về việc tìm những căn nhà đang có trên thị trường, xin vui lòng liên lạc tới Bảo Khanh, Hồ Tuyết nha. Chúng tôi rất là vui và hân hạnh được tiếp chuyện với tất cả quý khán giả. Cũng như hệ có những cái câu hỏi nào quý vị cứ gửi đến, hoặc là second opinion quý vị cũng cứ gửi đến, nhiều khi quý vị gửi đến tâm sự này kia luôn nữa. Dạ, nhưng mà điều đó cũng rất là cảm ơn, bởi vì như vậy có nghĩa là quý vị cũng tin tưởng để quý vị có thể tâm sự, tìm kiếm cái second opinion trong cái vấn đề tìm kiếm một cái căn nhà để an cư lạc nghiệp cho mình và những người thân yêu. Dạ, thôi thì giờ cũng không còn nữa. Thôi xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Xin thân ái kính chào quý vị.